Tiếp theo đây là bản tin liên quan đến hiệp định thương mại giữa Cộng sản Việt Nam và Liên minh châu Âu gây nguy hại cho nền thương mại Thái Lan. Văn phòng chiến lược và chính sách thương mại Thái Lan tuyên bố ngành xuất cảng xe hơi, máy tính và mạch điện của Thái Lan đang gặp rủi ro từ các thỏa thuận thương mại và đầu tư của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với Liên minh châu Âu. Thái Lan không có hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là FTA, với Liên minh châu Âu nên không được hưởng hệ thống ưu đãi thuế phổ cập từ năm 2015. Vì vậy, tất cả các sản phẩm xuất cảng của Thái Lan đều phải chịu thuế của Liên minh châu Âu. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, gọi tắt là IFTA, và Hiệp định bảo vệ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu vừa được ký kết vào ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2019. Theo như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu thì cả hai nước sẽ giảm thuế cho nhau. Liên Âu sẽ giúp nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phát triển đầu tư, thực thi pháp luật và minh bạch để thu hút dòng đầu tư. Tổng giám đốc văn phòng Phim Chanuk Vong Kompon cho biết, các nhà cung cấp phụ tùng xe hơi ở Thái Lan nên chuẩn bị cho việc nhiều nhà sản xuất xe hơi có thể di rời các cơ sở sản xuất đến Việt Nam. Bà tin rằng ngành công nghiệp địa phương Thái Lan cần phải cải thiện hiệu quả và tăng tốc độ sản xuất ra những dòng xe thế hệ mới. Ngoài ra, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn thi hành Nghị định 116 như một hàng rào phi thuế đối với các sản phẩm xe hơi do Thái Lan sản xuất. Bà Phim Trang Núc cho hay rằng, máy tính, các linh kiện liên quan và mạch điện cũng phải đối mặt với xu hướng di chuyển đến Việt Nam vì nước này hiện có đủ sức cạnh tranh để phát triển ngành công nghiệp điện tử riêng. Tuy nhiên, Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại Thái Lan lạc quan rằng Liên Âu sẽ thực hiện các cuộc đàm phán tương tự với Thái Lan vì khối này đang muốn tiếp cận với thuốc, xe hơi và nước uống có cồn của thị trường địa phương.